Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự được cập nhật liên tục trong chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi. Thưa quý vị, một phiên tòa nữa cũng đang được dư luận hết sức quan tâm, đó là phiên tòa phúc thẩm các đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng. Sau khi tạm hoãn vào ngày 11 tháng 3 do vắng mặt nhiều bị cáo, đại diện Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 4 tới. Chiều ngày 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của một số bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cùng một số luật sư có mặt đề nghị tạm hoãn do vắng mặt nhiều bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Theo đó, Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, vắng mặt. Bị cáo có kháng cáo là Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam có đơn xin hoãn phiên tòa. Bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Uy Dũng cũng vắng mặt. Còn bà Đinh Thị Lan có mặt cùng hai luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử cho rằng phiên tòa này vắng mặt các luật sư bào chữa cho các bị cáo có kháng cáo và đây là vụ án được sự quan tâm của dư luận. Vì vậy, để đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quyền của các bị cáo và những người có kháng cáo, hội đồng xét xử thống nhất ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát và quyết định hoãn phiên tòa. Phiên tòa sẽ được mở lại trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 4 năm 2024 tại Tòa án Nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào tháng 9 năm 2023, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đặng Anh Quân tiến sĩ luật 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam cùng nhận mức án 1 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sau đó Đặng Anh Quân, Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Đinh Thị Lan, Đặng Thị Hàn Ni cũng có kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Các bị cáo cho rằng bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên mức án đối với họ trước đó là quá nặng nên kháng cáo để xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, tòa cũng triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng tới tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Thưa quý vị, bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã phải ra tòa để trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Theo cáo buộc, cuối năm 2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng SCB được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 ngân hàng, gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Địa Nhất. Do đã sở hữu phần lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn nên khi hợp nhất, bà Lan tiếp tục mua thêm cổ phần của SCB nên số cổ phần của bà đã tăng lên tới 91,5%. Từ đây, bà Lan đã thao túng mọi hoạt động của SCB, sử dụng ngân hàng này như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác. Sau đó, bà Lan chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân. Bằng thủ đoạn này, bà Lan đã chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 3.004 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi phạm tội, bà Trương Mỹ Lan đã dùng tiền để mua chuộc từ nhân viên trong chính ngân hàng SCB và các cán bộ nhà nước. Đối với những người giữ vị trí chủ chốt trong SCB, bà Lan tỏ ra rất rộng rãi. Bà sẵn sàng trả cho họ mức lương từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, dịp lễ Tết còn tặng quà và tiền rất hậu hĩnh. Như trường hợp của bị cáo Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị SCB, dù biết rõ ngân hàng này không hề thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm đến phương án vay vốn, nhưng vẫn ký tờ trình thẩm định, biên bản biểu quyết, phát biểu biểu quyết của hội đồng quản trị đồng ý cho khách hàng ở các công ty ma của bà Trương Mỹ Lan vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 26.000 tỷ đồng. Chính sự ngoan ngoãn này của bị cáo Dũng đã được bà Trương Mỹ Lan thưởng thêm 500.000 cổ phiếu, tương đương 5 tỷ đồng. Hay như bị cáo Trương Khánh Hoàng, quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, dù biết rõ các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều trái quy định, nhưng do được trả mức lương cao và còn được bà Lan cho tới 10 triệu cổ phiếu, tương đương 100 tỷ đồng, nên bị cáo tích cực giúp sức cho bà Lan rút tiền của SCB.
không giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB như các đồng nghiệp, nhưng bị cáo Phạm Thu Phong, trưởng ban kiểm soát SCB đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định của ban kiểm soát trong quá trình ngân hàng này cấp tín dụng đối với khách hàng Trương Mỹ Lan, nên đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý đối với các sai phạm của SCB trong hoạt động cấp tín dụng. Khi nghỉ việc, Phong vẫn được bà Lan hỗ trợ tới 20 tỷ đồng. Không chỉ chi lương thưởng hậu hĩnh cho nhân viên, bà Lan còn chi rất mạnh tay khi SCB bị sờ gáy để được bỏ qua. Cụ thể, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ về thanh tra ngân hàng SCB, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, đã thành lập đoàn thanh tra và triển khai hai đợt thanh tra vào năm 2017-2018 đối với ngân hàng SCB. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước được cử làm trưởng đoàn thanh tra SCB. Quá trình thanh tra, bà Nhàn và thuộc cấp đã phát hiện hàng loạt vi phạm tại SCB. Biết sự việc bại lộ, bà Trương Mỹ Lan đã cho Võ Tấn Hoàng Văn là nguyên Tổng Giám đốc và Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ngân hàng SCB hiện đã bỏ trốn, 4 lần tới gặp bà Nhàn để lót tay 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương 130 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng cũng được bà Trương Mỹ Lan biếu 390.000 đô la Mỹ. Các cán bộ khác trong hai tổ thanh tra đều được nhận quà từ bà Trương Mỹ Lan, người ít nhất là 1.000 đô la Mỹ và 20 triệu đồng, người nhiều nhất là 20.000 đô la Mỹ và 210 triệu đồng. Dù thực trạng tài chính của SCB rất nghiêm trọng, lẽ ra phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý, tuy nhiên khi nhận tiền, bà Nhàn, ông Hưng và các thành viên hai tổ thanh tra đã bưng bít bao che sai phạm. Khi kết luận thanh tra được ban hành, rất nhiều nội dung đã bị bỏ, làm thay đổi hoàn toàn bản chất hoạt động tín dụng trái pháp luật và thực trạng tài chính của SCB. Chính điều này đã khiến sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm không bị ngăn chặn kịp thời, dẫn tới hậu quả vô cùng lớn. Ngày 12 tháng 3, phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư. Trong phần xét hỏi, bà Lan nhiều lần không trả lời trọng tâm vào câu hỏi của luật sư, mà bà tự nói về nguồn gốc tài sản của gia đình. Bà Lan trình bày, tài sản của bà có được là từ thời mẹ bà tạo lập, sau này phát triển thêm. Mẹ bà vốn là tiểu thương ở chợ Bến Thành, sau đó gia đình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát và phát triển thành tập đoàn Vạn Thịnh Phát như bây giờ. Khi luật sư Phan Trung Hoài hỏi về lý do biết đến ngân hàng SCB vào thời điểm hợp nhất ba tổ chức tín dụng, bà Lan bật khóc nói, nghĩ đến ngày đó, tôi đau xót. Bà Lan trình bày, thời điểm đó, tình hình ở ba ngân hàng hỗn loạn, ngân hàng nhà nước mời nhiều người bên ngoài vào giúp, nhưng không ai dám vào. Bà Lan phân trần, tính tôi là có bao nhiêu tiền nguyện giúp cho Việt Nam vì mang ơn. Nhà tôi không có ai làm ngân hàng, tôi cũng không biết và không thích ngân hàng. Nhưng ngân hàng nhà nước nói tôi làm ba việc là làm sao để cổ phần trên 65% giúp ngân hàng mà không ảnh hưởng đến các ngân hàng khác, không ảnh hưởng đến tiền tệ quốc gia, cho mượn tài sản hay kêu đối tác nước ngoài vào. Cũng theo bà Lan, khi ba ngân hàng họp vào tháng 10 năm 2011, ngân hàng nhà nước mời bà tham gia các cuộc họp để cho mượn tài sản. Bà Lan đã cho mượn khách sạn Windsor được định giá 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên của Việt Nam để cho ngân hàng SCB thực hiện đề án tái cơ cấu. Bà Lan khẳng định, cổ phần bà và con gái tại SCB chỉ có 15%, còn lại là của bạn bè và cổ đông nước ngoài. Lý giải lý do được mọi người đồng ý góp sức với SCB, bà Lan nói là do gia tộc bà sống giản dị, đạo đức uy tín nên có sức ảnh hưởng và được tôn trọng. Về lý do các cựu lãnh đạo và nhân viên SCB đều khai bà Lan có quyền lực vai trò chỉ đạo tại SCB, bà Lan giải thích do ở SCB mọi người không thấy ai xuất hiện ngoài bà nên ngộ nhận bà là chủ. Tôi ngoài việc cho mượn tài sản, tìm nhà đầu tư thì không biết gì khác. Các công việc phân công khác tôi không biết. Tôi đã đưa hết tài sản vào SCB, bà Lan trần tình. Bị cáo Lan mong hội đồng xét xử xem xét kỹ vai trò của mình trong vụ án, phủ nhận việc tạo lập 1.000 công ty ma, phủ nhận việc liên hệ công ty thẩm định giá để nâng khống. Trình bày tại tòa, bà Trương Mỹ Lan mong muốn được khắc phục thiệt hại trong vụ án, đề nghị hội đồng xét xử giúp chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Chí hoàn trả cho bà để đưa vào SCB. SCB đang rất cần tiền, giải quyết kinh tế tài chính, bị cáo Lan nói. Trước hội đồng xét xử, bà Lan hứa số cổ phần của mình, của bạn bè và của con bà. Xin hội đồng xét xử tạo cơ chế để bà sẵn sàng ủy quyền cho ngân hàng nhà nước có cổ phần đấy để tiện trong lúc điều hành. Xin hội đồng xét xử xem xét, bà Trương Mỹ Lan nói. Trước đó, trong phiên xét xử ngày 11 tháng 3, khi trả lời những câu hỏi của hội đồng xét xử liên quan đến ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan khai nhận, bà chỉ nắm 4,9% cổ phần, gia đình nắm khoảng 15%, còn những cổ phần khác là của bạn bè ở nước ngoài. Bà Lan giao cho nhân viên quản lý, các nhân viên không thể nào biết bạn bè của bà gồm những ai.
Bà Lan cho rằng mình chỉ mượn tài sản để cứu ngân hàng. Tình trạng tài chính, bất động sản của SCB tại thời điểm đó là rất xấu. Việc điều hành ngân hàng SCB là do ngân hàng tự điều hành, chứ bà không chỉ đạo. Ban lãnh đạo SCB cũng hoàn toàn không phải thân tín của bà cũng không lựa chọn cài người vào SCB. Tất cả đều thực hiện đúng quy trình, bà hoàn toàn không điều hành SCB. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn khai đều không đúng, bởi toàn bộ tiền bạc và tài sản của bà đều nằm ở SCB. Nếu bà đúng như cáo trạng ràng buộc thì không thể để sự việc xảy ra như vậy. Về vụ việc bà Nhàn là do ngân hàng SCB tự làm, tự chịu trách nhiệm, bà Lan hoàn toàn không biết có vụ việc này. Bà mong hội đồng xét xử xem xét. Bà Lan thừa nhận mình là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhưng tập đoàn chỉ có 5-6 công ty. Các công ty của bà không vay tiền tại Việt Nam vì lãi suất cao. Bà chỉ vay tiền tại các ngân hàng nước ngoài, đồng thời phủ nhận việc thao túng công ty thẩm định giá nâng giá đất vì tại thời điểm thẩm định giá bất động sản là rất cao. Về việc chuyển tiền từ ngân hàng SCB về các tầng hầm 127 Pasteur là có, nhưng không phải do bà Lan chỉ đạo mà là do Trần Thị Mỹ Dung yêu cầu Dũng trở về. Hơn nữa, đây cũng không phải là tiền vay của SCB mà là tiền của bà Lan gửi về SCB. Tại thời điểm đó, mọi giao dịch bà Lan đều thông qua SCB. Còn tiền do Tổng Giám đốc Bùi Anh Dũng mang đi giao là tiền trả nợ cho SCB nhằm phục vụ cho mục đích tái cơ cấu. Cho nên bà Lan mong hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh lúc đó khi tái cơ cấu hợp nhất ba ngân hàng. Bà Trương Mỹ Lan cho rằng thời điểm SCB tái cơ cấu, bà phải gồng gánh luôn cả phần của ông Bắc Hà đã hứa tham gia tái cơ cấu mà không thực hiện. Toàn bộ số tiền cáo buộc bà đi vay thực chất là trả lãi trước khi hợp nhất. SCB thực chất hoàn toàn không có tiền mà cáo buộc bà chiếm đoạt. Không lẽ bà chiếm đoạt tiền của chính mình? Bà mong hội đồng xét xử xem xét lại. Tuy nhiên, đến phần của mình, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung lại khai với hội đồng xét xử những nội dung không trùng khớp. Theo đó, Trần Thị Mỹ Dung quản lý dòng tiền của SCB từ năm 2021. Lúc này, bà Lan chỉ đạo chuyển tiền từ ngân hàng về 127 Pasteur. Ở SCB có 3 chi nhánh làm thủ tục cho bà Lan rút tiền là chi nhánh Cống Quỳnh, Sài Gòn và Bến Thành, nhưng chi nhánh Sài Gòn là chi nhánh rút tiền. Việc rút tiền tại ngân hàng là do Trần Thị Thúy Ái, Thái Thị Thanh Thảo thực hiện chuyển tiền về sử dụng cho nhiều mục đích. Chị Lan nói cần tiền để sử dụng cho mục đích của chị Lan và mua tài sản như các dự án Đông Á tại quận 7, Sài Gòn One Tower, Đền Bù Mũi Đèn Đỏ 6A. Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung cho biết mình thường xuyên gặp bà Lan trong thời gian làm việc, thường gặp tại tầng 39 tòa nhà Times Square. Khi cần vay tiền thì bà Lan thông báo cho Dung, sau đó Dung liên hệ với Nguyễn Phương Anh để cung cấp khách hàng vay, Đặng Phương Hoài Trâm để cung cấp tài sản đảm bảo. Việc lập công ty vay, người đứng tên vay thì Trần Thị Mỹ Dung không tham gia tìm người hay lập công ty. Nguyễn Phương Hồng là người giới thiệu bị cáo Trần Thị Mỹ Dung cho bà Lan. Trần Thị Mỹ Dung cho biết mình hoàn toàn tin tưởng bà Lan, tuy nhiên khi nghe bà trả lời hội đồng xét xử thì Dung chỉ còn biết trách mình đã tin tưởng sai người. Mọi người trong SCB khi làm việc đều không nghi ngờ và tin tưởng tuyệt đối vào bà Lan. Mọi người chỉ nghĩ cùng bà Lan vượt qua khó khăn, nhưng giờ Dung và anh em SCB cảm thấy rất thất vọng vì những gì bà Lan đã phát biểu trước tòa. Sau đó, Trần Thị Mỹ Dung trình bày tiếp là bản thân lập báo cáo tài chính SCB theo yêu cầu của bà Lan, nội dung chỉ đạo báo cáo về dư nợ, tài sản đảm bảo của nhóm Vạn Thịnh Phát, báo cáo chuyển cho bà Lan năm 2022 tại tầng 39 Times Square. Các nhóm khách hàng đều liên quan đến Vạn Thịnh Phát với số liệu dư nợ trong báo cáo lớn hơn cáo trạng. Đồng thời khẳng định chưa từng tiếp nhà đầu tư Nhật nào dự định tiếp quản SCB như lời bà Lan hay nói. Về các bị cáo là nguyên cán bộ ngân hàng SCB đều khẳng định bà Lan là người quyết định tại ngân hàng này. Về sổ sách, mặc dù chị Lan chỉ đứng 4,9%, nhưng thực chất chị Lan nắm phần lớn cổ phần SCB. Các hồ sơ mà các bị cáo này ký theo chỉ đạo của bà Lan là do tin tưởng bà Lan ở tài năng kinh doanh, có khả năng giúp ngân hàng vực dậy. Bà Lan thường triệu tập cuộc họp với lãnh đạo SCB. Tại cuộc họp, bà Lan chỉ đạo giải ngân cho vay. Việc bổ nhiệm các lãnh đạo ngân hàng phần lớn cũng theo ý của bà Lan. Khi bà Lan cần một khoản tiền, sẽ tổ chức họp, chỉ đạo lập hồ sơ, giải ngân và thực hiện các công việc liên quan. Ngoài tổ chức họp thì bà Lan còn chỉ đạo trực tiếp. Năm 2021 thì bà Lan mua lại công ty Lavi Food. Trong thương vụ này có giao cho bị cáo Trương Huệ Vân tham gia các cuộc họp. Tiền mà ngân hàng cho vay là huy động từ chính những người dân gửi tiền ngân hàng. Ngày 11 tháng 3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB và các đơn vị liên quan bước vào ngày làm việc thứ 5. Bị cáo bị xét hỏi cuối cùng trong số 86 bị cáo là bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng lúc 3 tội danh là tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đáng chú ý, trong phần xét hỏi này, bị cáo Trương Mỹ Lan liên tục thoái thác trách nhiệm, đổ tội cho cấp dưới.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày rằng tôn trọng cáo trạng nhưng cho rằng nội dung cáo buộc hành vi của bị cáo có phần chưa đúng. Kết luận bị cáo nắm 85% đến 91% cổ phần của ngân hàng SCB và chi phối điều hành là chưa đúng. Bị cáo Trương Mỹ Lan nói rằng mình chỉ có 4,9% và hai con gái có 10%, tổng cộng chỉ có chưa đầy 15% cổ phần ở ngân hàng SCB. Các cổ đông nước ngoài là bạn bè của bị cáo nhờ đứng tên dùm, bị cáo không biết họ là ai và chưa gặp bao giờ. Khi chủ tọa hỏi, tại cơ quan điều tra, các bản khai đều có luật sư của bị cáo chứng kiến, có chữ ký cũng như ý kiến của bị cáo có đúng không? Thì bà Trương Mỹ Lan trả lời, nếu các bản khai có luật sư là đúng nội dung bị cáo khai. Chủ tọa tiếp tục hỏi, những ngày qua, tất cả các bị cáo vốn là lãnh đạo chủ chốt của SCB đều khai rằng làm việc theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Bị cáo ngồi dưới nghe rõ, bị cáo thấy thế nào? Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày mình bị oan vì các bị cáo khai không đúng. Một năm, bị cáo chỉ gặp Võ Tấn Hoàng Văn 1-2 lần thì làm sao chỉ đạo? Theo bà Lan, Võ Tấn Hoàng Văn, Bùi Anh Dũng và các bị cáo khác khai không đúng. Bản thân bà không chỉ đạo ai cả. Bà Lan còn trình bày không có vị trí gì ở SCB, không gặp các lãnh đạo SCB, không điều hành SCB. Võ Tấn Hoàng Văn là người nhờ bà đưa tài sản vào để cứu SCB. Về hành vi liên hệ và trao đổi với đoàn thanh tra, bà Trương Mỹ Lan cho rằng lãnh đạo SCB liên hệ và đưa 5,2 triệu đô la Mỹ cho bà Nhàn cũng như quà cho đoàn thanh tra thì tự chịu trách nhiệm. Trong khi đó, bị cáo Trần Mỹ Dung khai, mỗi lần cần tiền, bà Lan gọi điện chỉ đạo Dung chuẩn bị và tài xế của bà Lan là Bùi Văn Dũng sẽ đến nhận tiền. Sau khi nhận chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, Trần Thị Mỹ Dung sẽ thông báo cho Thái Thị Thanh Thảo. Thảo sẽ chỉ đạo Trần Thị Thúy Ái ở chi nhánh Sài Gòn rút tiền ra để Dũng trở về nhà cho bà Trương Mỹ Lan. Dung khai, nguồn tiền thanh toán chuyển khoản có chứng từ theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan từ SCB dùng để mua các tài sản khác như dự án Đông Á ở quận 7, dự án Mũi Đèn Đỏ và dự án Ba Son. Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan là người điều hành tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hơn 1.000 công ty ma trong và ngoài nước, không hoạt động kinh doanh, chia thành nhiều tầng lớp, tạo thành một hệ sinh thái. Trong đó, Vạn Thịnh Phát là trung tâm, kiểm soát toàn bộ hoạt động. Các công ty ma chủ yếu được bị cáo Lan dựng lên để phục vụ việc đứng tên và các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần. Từ năm 2011, bị cáo Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và lợi dụng hoạt động của ngân hàng này để huy động vốn, phục vụ kinh doanh cá nhân. Bà Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như một công ty tài chính để cấp vốn cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của mình. Với việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua nhiều cá nhân, pháp nhân đứng tên dùng, bị cáo Lan đã chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của SCB bằng hình thức lập các hồ sơ vay khống. Có khi chỉ đạo rút tiền trước, hoàn thiện hồ sơ sau. Để thực hiện kế hoạch, bà Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn những người thân tín, có kinh nghiệm lâu năm làm về lĩnh vực tài chính ngân hàng, nắm giữ các vị trí chủ chốt tại SCB. Những người này được bị cáo Trương Mỹ Lan trả lương cao từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng, tặng tiền thưởng, cổ phần mỗi dịp lễ Tết để dễ bề chi phối. Để rút tiền, bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo nhóm cấp dưới chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát dùng các công ty ma, thuê hoặc nhờ các cá nhân đứng tên tài sản, cổ phần, ký hợp đồng, hợp thức hóa hồ sơ vay khống. Ngoài ra, bà Lan còn chỉ đạo những người được giao quản lý các công ty có hoạt động kinh doanh thực tế, trong đó có chồng mình là Chu Lập Cơ và cháu ruột là Trương Huệ Vân, ký hồ sơ là phương án vay vốn khống. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới móc nối với hoạt động công ty thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo lên hàng chục lần, hoặc đưa vào các tài sản không đủ pháp lý, không đăng ký giao dịch đảm bảo để dễ dàng lấy các tài sản có giá trị lớn ra và thay thế bằng các tài sản khác thấp hơn. Hầu hết các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát đều được giải ngân trước, rồi hợp thức hóa hồ sơ sau. Trong đó có nhiều khoản không có phê duyệt của cấp có thẩm quyền tại SCB. Cáo trạng xác định, trong 10 năm liên tiếp, từ năm 2012 đến năm 2022, SCB đã giải ngân cho nhóm công ty hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.500 khoản vay, với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng này, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường. Cụ thể, giai đoạn từ 2012 đến 2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản,
sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo các khoản vay này đã gây thiệt hại khoảng 64.600 tỷ đồng. Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ để vay vốn của SCB, số tiền là 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ, gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Tổng cộng, bà Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB 498.000 tỷ đồng. Cáo trạng cũng xác định để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp ngân hàng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo cấp dưới mua chuộc, hối lộ cán bộ đoàn thanh tra. Trong đó, riêng bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên cục trưởng cục thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước, nhận 5,2 triệu đô la Mỹ. Chiều ngày 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử đối với bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm với phần xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát. Trong phần xét hỏi này, hội đồng xét xử một lần nữa làm rõ mối quan hệ giữa bà Trương Mỹ Lan với cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn. Trước câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát về việc nhận thức như thế nào về vai trò của bà Trương Mỹ Lan tại ngân hàng SCB, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước khai. Lúc đầu, bị cáo nghĩ bà Lan là khách hàng lớn của SCB, chỉ đến khi bị bắt tại cơ quan điều tra thì bị cáo mới biết bà Lan giữ vai trò quan trọng tại ngân hàng này. Bị cáo Nhàn còn khai thêm, quá trình thanh tra ngân hàng SCB, bà được bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc SCB nhờ gặp bà Trương Mỹ Lan để đề nghị bà này bán bớt tài sản trả nợ cho SCB. Về câu hỏi, trong quá trình thanh tra SCB và trước khi ban hành kết luận thanh tra, bị cáo đã gặp gỡ, bàn bạc với bà Trương Mỹ Lan bao nhiêu lần, thì bị cáo Nhàn thừa nhận có gặp 2 lần, nhưng không hề trao đổi với bà Trương Mỹ Lan về việc sẽ không đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt. Tiếp tục thừa nhận việc nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ hai lãnh đạo của ngân hàng SCB như truy tố, nhưng bị cáo Nhàn mong hội đồng xét xử xem xét bối cảnh khi thực hiện chức năng nhiệm vụ. Bị cáo nhận tiền của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là hoàn toàn thụ động. Sau khi nhận tiền, để an toàn cho bản thân và gia đình, bị cáo tạm thời vi phạm pháp luật, nhận tiền rồi để trong góc nhà. Bị cáo liên hệ với Văn để trả tiền, nhưng Văn không tới lấy. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã chủ động nộp lại. Bị cáo ăn năn hối cải, mong hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật. Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn còn thắc mắc việc các bị cáo trong đoàn thanh tra đều nhận tiền như bà Nhàn, nhưng chỉ có mỗi bị cáo Nhàn là bị truy tố tội nhận hối lộ. Trước ý kiến này, chủ tọa Phạm Lương Toàn phân tích bị cáo Nhàn nhận tiền từ người của SCB tới 4 lần với tổng số tiền lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ thì rất khác so với những bị cáo nhận 100 triệu đồng. Ngoài ra, chủ tọa cũng chất vấn tại sao bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn lại nhờ bị cáo Nhàn đưa đi gặp bà Trương Mỹ Lan để đòi tiền giúp. Vị chủ tọa cho rằng chi tiết này chứng tỏ bị cáo biết rõ vai trò và vị trí của bà Trương Mỹ Lan tại SCB. Sáng ngày 11 tháng 3, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB và các đơn vị liên quan, hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi các bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Nguyễn Cao Chí, 54 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella. Về việc đưa hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ cho bà Đỗ Thị Nhàn, 58 tuổi, quê Thái Bình, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, bà Trương Mỹ Lan khai với hội đồng xét xử rằng bà không biết bà Nhàn. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng phủ nhận việc chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn, 51 tuổi, cựu tổng giám đốc SCB, ông Đinh Văn Thành, 53 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB gặp đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu đô la Mỹ. Theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan, ông Võ Tấn Hoàng Văn đến gặp, nhờ bà đi gặp bà Đỗ Thị Nhàn để nhờ giúp đỡ hai việc là kết thúc sớm việc thanh tra để đối tác nước ngoài đầu tư vào SCB và tiếp tục hỗ trợ việc cho mượn tài sản. Về thông tin này, chủ tọa phiên tòa cho biết hội đồng xét xử sẽ đánh giá, làm rõ vì lời khai trước đó của bà Đỗ Thị Nhàn cho rằng chính bà Trương Mỹ Lan mới là người nhờ Võ Tấn Hoàng Văn đến để gặp bà Nhàn. Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ, bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn và chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn trực tiếp đưa cho bà Nhàn 5,2 triệu đô la Mỹ, đưa tiền quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra với mục đích che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém, các sai phạm phát hiện qua thanh tra, không đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu.
Trên cơ sở đó, bà Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, làm giảm nhẹ sai phạm của SCB và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu. Đối với các cá nhân liên quan đến việc đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cáo trạng xác định ông Võ Tấn Hoàng Văn là người trực tiếp đưa tiền cho bà Nhàn theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của bà Nhàn từ trước khi khởi tố vụ án, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Võ Tấn Hoàng Văn về tội đưa hối lộ. Ông Nguyễn Nam Tuấn là lái xe cho ông Võ Tấn Hoàng Văn, là người trực tiếp nhận các thùng xốp từ SCB và đi cùng với ông Võ Tấn Hoàng Văn đến nhà riêng đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn. Cáo trạng xác định do ông Tuấn không biết các thùng này đựng tiền và không biết nội dung thỏa thuận làm việc giữa ông Văn và bà Nhàn nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Tuấn. Sáng ngày 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB và các đơn vị liên quan. Tại phiên xét xử sáng ngày 11 tháng 3, lực lượng cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Cao Chí, 54 tuổi, quê Lâm Đồng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Văn Lang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella đến tòa để hội đồng xét xử xét hỏi về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Cao Chí cho biết cáo trạng truy tố về hành vi của ông là đúng. Bị cáo Chí cho biết ông quen biết bà Trương Mỹ Lan từ năm 2017. Thông qua quan hệ với bà Lan, ông Chí nhiều lần nhận tổng cộng là 1.000 tỷ đồng của bà Lan cho ba mục đích bao gồm chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp do ông Chí đứng tên sở hữu, chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Khi có thông tin chị Lan và đồng phạm bị khởi tố, bị cáo rất bối rối, bị cáo thấy có rủi ro là có thể bị tăng gấp đôi số tiền nhận của chị Lan. Trong giao dịch, chị Lan cho người môi giới đứng tên. Bị cáo thấy rủi ro là chị Lan muốn giấu giao dịch, bị cáo muốn công bố sự thật và quyết định thanh lý 3 hợp đồng, còn tiền thì bị cáo đã nhận. Điều đó dẫn đến sai lầm của bị cáo, ông Chí khai nhận. Cũng theo bị cáo Nguyễn Cao Chí, gia đình ông đã nộp hơn 700 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, thêm vào đó là phong tỏa tài sản. Bị cáo Chí bày tỏ nguyện vọng muốn để gia đình tiếp tục khắc phục hết hậu quả bằng tiền mặt. Tất cả các bị cáo trong vụ án đã được xét hỏi trong 5 ngày qua đều nhận tội, thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội và chỉ nghe theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Cho tới nay, bà Lan là bị cáo duy nhất phủ nhận nội dung trong cáo trạng. Phiên tòa sẽ có những diễn biến mới nào tiếp theo? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Tòa án Nhân dân TP.HCM vẫn đang tiến hành xét xử vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan với những sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Đáng chú ý, trong phiên xét hỏi ngày 11 tháng 3, khi được hội đồng xét xử hỏi về lời khai của ông Bùi Văn Dũng, lái xe của bà Lan về việc đã vận chuyển số tiền hơn 100.000 tỷ đồng từ SCB và 14,7 triệu đô từ Ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc về nhà riêng, bà Lan đã một mực phủ nhận và cho biết 5 luật sư của bà sẽ trình bày các chứng cứ đó. Ngày 11 tháng 3, phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan bắt đầu phiên làm việc với phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về lời khai của Bùi Văn Dũng, lái xe của bà Lan, đã vận chuyển số tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 đô la Mỹ từ Ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại số 193-203 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM hoặc về hầm B1, tòa nhà Suiwoods, 127 Pasteur, quận 3, TP.HCM. Hoặc giao đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Số tiền trên, bà Lan sử dụng để trả nợ tiền mua các bất động sản, mua các cổ phần các dự án và sử dụng vào mục đích cá nhân khác. Về lời khai trên của lái xe, bà Lan khẳng định là không có và nói luật sư sẽ trình bày các chứng cứ đó. Bà Lan nói rằng khi bị bắt giam bà mới biết đến con số 108.878 tỷ đồng và hơn 14 triệu đô la Mỹ này. Theo bà Lan,
ông Bùi Văn Dũng có trở tiền nhưng không phải theo chỉ đạo của bà và tòa nhà Seaworth, là căn hộ để cho thuê chứ không chỉ là nhà riêng của mình. Thưa quý vị, liên quan đến việc xét xử những cá nhân trong vụ án cháy karaoke An Phú khiến 32 người thiệt mạng xảy ra vào đêm ngày 6 tháng 9 năm 2022 tại phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan. Trước đó vào cuối năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có quyết định truy tố các bị can, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương để xét xử theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ, đến ngày 1 tháng 3 vừa qua, tòa đã trả lại hồ sơ. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh này cũng đã trả lại hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương để điều tra bổ sung theo đề nghị. Trong quá trình điều tra vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã trả hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương để điều tra bổ sung. Sau đó, hai cựu cán bộ công an đã bị khởi tố. Như vậy, tính đến nay, vụ án nghiêm trọng này đã 3 lần bị trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung. Vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vào tối ngày 6 tháng 9 năm 2022, khiến 32 người tử vong. Nguyên nhân được kết luận là do chập điện. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chủ cơ sở cùng nhiều cán bộ công an đã để xảy ra vi phạm trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy và trách nhiệm quản lý nên đã khởi tố bị can để điều tra. Cụ thể, cựu Trung tá Nguyễn Duy Linh, cựu đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An, cựu đại úy Nguyễn Văn Võ, cán bộ thuộc đội này được phân công quản lý địa bàn phường An Phú, bị khởi tố để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị can Linh đã tử vong do bệnh lý nên cơ quan cảnh sát điều tra đã đình chỉ điều tra đối với bị can này. Đối với ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi, ngụ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là chủ quán karaoke An Phú, bị cơ quan điều tra khởi tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục khởi tố bị can đối với cựu thiếu tá Phạm Quốc Hùng, là cán bộ trực tiếp nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy, và Vũ Trường Sơn, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở karaoke An Phú. Hai bị can này bị khởi tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm tuyên y án tử hình bị cáo Trần Thị Thanh Hải, 31 tuổi, trú ở xã Tân Thịnh, Nam Trực, Nam Định về các tội giết người và hủy hoại tài sản. Hải là người dùng xăng đốt khu nhà trọ khiến một phụ nữ mang thai tử vong, xảy ra vào cuối tháng 3 năm 2022 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Trần Thị Thanh Hải mức án tử hình về hai tội danh giết người và hủy hoại tài sản. Song sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã kháng cáo với nội dung cho rằng bản thân không cố ý phóng hỏa đốt nhà mà chỉ thực hiện việc đốt xe máy của người anh họ của nhân tình. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Thị Thanh Hải đã thay đổi nội dung kháng cáo, nhận tội và đề nghị hội đồng xét xử xem xét ghi nhận thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là khẩn trương khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng. Tòa cấp phúc thẩm ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ nêu trên của bị cáo, song cho rằng hành vi của Hải là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và thể hiện rõ bị cáo không còn khả năng để giáo dục, cải tạo. Do đó, tòa quyết định bác kháng cáo, đồng thời giữ nguyên mức án tử hình đối với Trần Thị Thanh Hải. Bản án sơ thẩm xác định, năm 2016, Hải cùng chồng ra Hà Nội kiếm việc làm, rồi quen với anh Việt Hoàng 30 tuổi và Hải nói dối chưa có gia đình. Sau đó Hải và Hoàng phát sinh tình cảm. Đến tháng 2 năm 2022, anh Hoàng quyết định chia tay. Để níu kéo, Trần Thị Thanh Hải nói đã có thai, yêu cầu anh Hoàng phải có trách nhiệm. Đầu tháng 3 năm 2022, vì không muốn gặp Hải, anh Hoàng đã chuyển trọ đến ở trọ cùng anh họ ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi biết người tình chuyển chỗ ở và cho rằng việc này do bị anh họ xúi giục, kích động, nên Hải đã nảy sinh ý định mua xăng đốt xe máy anh họ của Hoàng để trả thù. Chiều ngày 31 tháng 3 năm 2022, Hải đi xe máy đến cây xăng trên đường Lạc Long Quân mua 30.000 đồng tiền xăng. Đến 18 giờ cùng ngày, bị cáo mặc áo khoác ngoài màu đen, đội mũ bảo hiểm màu đen, đeo khẩu trang và mang theo chai xăng đến nhà trọ của Hoàng.
Khi vào bên trong, bị cáo tìm chiếc xe máy mục tiêu rồi đổ hơn 1 lít xăng lên xe máy này, lấy bao diêm quẹt lửa ném vào. Chiếc xe máy bùng cháy và nhanh chóng gây cháy toàn bộ khu vực chân cầu thang tầng 1 của khu nhà trọ. Khi ngọn lửa bùng lên, Hải bỏ chạy, cởi áo khoác vứt bỏ gần hiện trường, điều khiển xe máy về nhà. Ngọn lửa bốc lên, làm mất điện toàn bộ khu nhà trọ, hệ thống thang máy không hoạt động được. Những người thuê nhà hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi phòng trọ, chen lấn chạy xuống cầu thang bộ là lối thoát duy nhất của khu nhà để ra bên ngoài. Trong đó, chị Nguyễn Thị Mai A đang mang thai đã chạy ra cầu thang bộ, nhưng đến tầng 1 bị ngạt khói, ngã vào đám cháy dẫn đến tử vong tại chỗ. Nhiều người khác trong nhà trọ cũng bị ngạt và bỏng nhiều nơi trên cơ thể với nhiều mức độ khác nhau. Gia đình chủ nhà trọ là ông Nghiêm Văn Lý ở tầng 2 đều chạy thoát ra ngoài. Khám nghiệm hiện trường, phát hiện chị Nguyễn Thị Mai A tử vong. Giám định pháp y đối với những nạn nhân trong tòa nhà xác định anh Nguyễn Mạnh Đê tổn hại sức khỏe 87%, chị Bùi Thị Vân A tổn hại sức khỏe 7%, các con của chị Vân A, một bé tổn hại 18%, một bé tổn hại 4%. Một số nạn nhân khác bị thương nhẹ trong vụ cháy và từ chối giám định thương tích, không yêu cầu bị cáo bồi thường. Thưa quý vị, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến ông Nguyễn Văn Hậu, hay còn gọi là Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt 9 bị can, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. Cũng từ đây, loạt sai phạm ở Tập đoàn Phúc Sơn đã dần lộ diện. Được thành lập từ năm 2004 tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu làm chủ tịch có quy mô vừa phải, hoạt động ở lĩnh vực xây lắp tại huyện. Đến năm 2014, lợi nhuận của công ty này chỉ đạt khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, đến năm 2015, công ty Phúc Sơn đã bất ngờ vươn mình mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Thời điểm này, công ty Phúc Sơn tăng vốn điều lệ lên cao gấp hơn 12 lần, từ 129,7 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Giai đoạn sau, có thời điểm công ty này có vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng. Quá trình vươn mình mạnh mẽ, công ty Phúc Sơn thực hiện 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, quỹ đất của công ty này lên đến hàng trăm hecta, chủ yếu ở Vĩnh Phúc và Nha Trang. Cụ thể, tại Vĩnh Phúc, công ty Phúc Sơn xây dựng các dự án như khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, huyện Vĩnh Tường với quy mô 130 hecta, khu nhà ở 15 tầng cho người có thu nhập thấp tại thành phố Vĩnh Yên. Tại Khánh Hòa, công ty này thực hiện dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch Nha Trang, được xây dựng trên khu đất sân bay Nha Trang cũ. Tuy nhiên, đến ngày 26 tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bất ngờ ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong quá trình hoạt động, công ty Phúc Sơn có nhiều vi phạm quy định pháp luật. Xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra xác định công ty Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế với nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường. Công ty Phúc Sơn đã bán, thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng. Sau khi bị can Nguyễn Văn Hậu bị bắt vào cuối tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 trường hợp, trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cùng bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.
ông Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi cùng 4 cá nhân khác có liên quan. Thưa quý vị, trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam lộ La Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, có 11 người trên xe khách là người dân tộc Khơ Mú, trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Chính quyền địa phương cho biết, 11 người này đều có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đôi vợ chồng tử nạn trong vụ việc có hoàn cảnh thương tâm nhất. Ông Cụt Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị chức năng xuống động viên thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người gặp nạn trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày 10 tháng 3 trên cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo ông Thắng, có 11 người trên xe khách trong vụ tai nạn nói trên, trú trên địa bàn xã Bảo Nam. Vụ tai nạn đã khiến anh Cụt Văn Sơn, sinh năm 2004, và vợ là chị Cụt Thị Phong, sinh năm 2007, cùng là người dân tộc Khơ Mú, tử vong tại chỗ. Có 4 người khác bị chấn thương phải đi nhập viện cấp cứu, trong đó có 2 người bị thương rất nặng và 2 người bị thương nhẹ. Ngoài ra còn có 5 người khác bị xây sức nhẹ sau vụ va chạm. Phó Chủ tịch xã Bảo Nam cho hay, 11 người kể trên đều là người dân tộc Khơ Mú, có hoàn cảnh khó khăn. Họ là những công nhân từ quê vào các tỉnh trong miền Nam để làm thuê kiếm sống. Tuy nhiên, trên đường đi đã gặp nạn. Riêng đôi vợ chồng tử nạn trong vụ việc có hoàn cảnh thương tâm nhất. Họ mới cưới và có con 7 tháng tuổi. Cả hai vợ chồng anh Sơn từng làm thuê tại tỉnh miền Nam. Cuối năm 2023, họ về quê nhà tại xã Bảo Nam để ăn Tết Nguyên đán. Ngày 10 tháng 3, vợ chồng anh Sơn gửi con 7 tháng tuổi lại cho bố mẹ nuôi, rồi xuống thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn để bắt xe vào tỉnh Bình Phước làm việc. Trên đường đi, khi đến tỉnh Thừa Thiên Huế, chiếc xe khách gặp nạn khiến hai vợ chồng anh Sơn tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng, các nhà thiện nguyện, chính quyền địa phương đã hỗ trợ đưa thi thể hai vợ chồng anh Sơn về quê để lo thủ tục mai táng. Hiện xã Bảo Nam đã đến thăm hỏi và trước mắt hỗ trợ 2 triệu đồng tiền xe di chuyển và 4 triệu đồng để gia đình lo thủ tục mai táng cho hai nạn nhân này. Chiều ngày 11 tháng 3, xe cứu thương đã đưa hai vợ chồng anh Sơn về đến quê nhà để gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương. Rất đông người dân, hàng xóm láng giềng đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng với gia đình. Thưa quý vị, trong khi liên tiếp các vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên cao tốc thời gian qua, thì vẫn có không ít những tài xế bất chấp nguy hiểm, lạng lách, đánh võng, chống đối lực lượng cảnh sát giao thông, kể cả trên những tuyến cao tốc. Sự việc vừa xảy ra mới đây trên cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu. Sáng ngày 11 tháng 3, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế container trên cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, liên tục đánh võng trên đường. Thậm chí có thời điểm thùng container suýt lật khiến người đi đường hú vía. Phải mất một đoạn đường dài truy đuổi, lực lượng chức năng mới dừng được chiếc xe container này. Trước đó, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông, phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-20932 kéo theo rơ móc 15R-11371 trên 10 tấn đi vào cao tốc sai quy định. Đường này cấm xe tải trên 10 tấn. Lực lượng tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe, nhưng tài xế xe container không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình bỏ chạy, lạng lách, đánh võng, rồi đâm vào xe cảnh sát. Hậu quả, ô tô tuần tra bị hỏng phần đuôi, xe container bị hư hỏng đầu xe. Đến km số 369 thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng cảnh sát giao thông mới dừng được phương tiện và khống chế tài xế. Qua kiểm tra, tài xế Nguyễn Văn Thành không có nồng độ cồn, không dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng đã bàn giao người và phương tiện để công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục điều tra xử lý. Cũng trong ngày 11 tháng 3, công an thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tiếp nhận hồ sơ và tài xế Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1994, trú tại Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình từ cơ quan chức năng để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.